lắp sạc hiện tại của bạn quá cồng kềnh, khó tìm được ổ cắm thích hợp khi ở bên ngoài. Và hơn hết, bạn cần một cốc sạc hỗ trợ sạc nhanh cấp tốc. Vậy cốc sạc Zendure SuperPort là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Cốc sạc đến từ Mỹ này được trang bị cổng USB-C hỗ trợ Power Delivery 3.0 với công suất 20W. Điều này có nghĩa là cốc sạc SuperPort có thể sạc nhanh với tốc độ tối đa cho iPhone, iPad hoặc các thiết bị USB-C khác. Điển hình là sạc iPhone 12 và các mẫu iPhone trước đó nhanh gấp 3 lần so với bộ sạc 5W mà hãng Apple cung cấp. Bạn chỉ cần mất 30 phút là đã có 50% dung lượng pin điện thoại để tiếp tục sử dụng. Và hơn thế, SuperPort còn có chip ngắt sạc. Như vậy, khi sạc pin đến 80%, cốc sạc sẽ tự động giảm công suất xuống để bảo vệ pin điện thoại của bạn không bị chai. SuperPort nhỏ hơn 50% so với cốc sạc 18W thông thường. Kích thước cực kỳ nhỏ gọn, dễ mang theo khi du lịch, bỏ vào túi quần hoặc túi sách của bạn mà không chiếm quá nhiều diện tích. Phần jack cắm có thể gập vào thân cốc sạc nên vô cùng gọn. Nhà sản xuất cũng trang bị thêm cho bạn một jack cắm rời, giúp bạn có thể thay đổi jack cắm phù hợp với ổ điện. SuperPort được làm từ nhựa silicone cao cấp, tiêu chuẩn hàng không và quân đội, vậy nên nó có khả năng chống va đập, chống cháy nổ. SuperPort còn nhận được giải thưởng về thiết kế đẹp và được đem lên máy bay. SuperPort cũng đã được bày bán ở 100 quốc gia trên thế giới. Hiện tại, Song Tấn là nhà phân phối độc quyền của hãng Zendure, cũng như cốc sạc SuperPort 20W tại Việt Nam. Bạn quan tâm điều gì tới cốc sạc này? Hãy đặt câu hỏi ở phía dưới bình luận video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.